Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 18 tháng 3, hơn 70 cán bộ chiến sĩ công an quận Hải Châu, Đà Nẵng và công an các phường Hải Châu 2, Phước Ninh, Nam Dương đã bao vây và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy của Phan Tuấn Phúc, 40 tuổi, và mẹ ruột là Trần Thị Thanh, 60 tuổi, cùng chú tại K572 trên 140, đường Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2. Theo VTC đưa tin, Phúc là con nghiện từng bị đưa đi học tập và cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 0506 thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và là một trong những đối tượng tham gia kích động 164 học viên tại Trung tâm bỏ trốn vào năm 2011. Còn mẹ của Phúc, Trần Thị Thanh, là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình giám sát, cơ quan công an xác định ngoài căn nhà 3 tầng và một số căn nhà cấp 4 liên kề tại Kiệt 572, đường Ông Ích Khiêm, Thanh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị cao tại mặt tiền đường Lê Duẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ. Tuy nhiên, địa điểm chính Thanh và con trai sử dụng làm nơi buôn bán ma túy là căn nhà trong Kiệt 572, đường Ông Ích Khiêm. Từ sáng sớm ngày 18 tháng 3, hơn 70 cán bộ chiến sĩ công an đã bí mật bao vây áp sát nhà ở của Phan Tuấn Phúc và Trần Thị Thanh tại K572 trên 140 ông Ích Kiêm, cùng nhà của các đối tượng mua bán ma túy khác trong khu kiệt này. Đến 8 giờ, một số đối tượng lạ vào kiệt 572 ông Ích Kiêm để mua ma túy. Khi trở ra thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ. Ngay sau đó, lực lượng công an phong tỏa toàn kiệt 572 ông Ích Khiêm và các kiệt hẻm liên thông, nhanh chóng áp sát 4 ngôi nhà của các đối tượng trong chuyên án. Các tổ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ phá cửa, phá khóa để các lực lượng khác đột kích. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 4 đầu nậu có hành vi mua bán ma túy gồm Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh 41 tuổi, chú nhà không số, K572 ông Ích Khiêm. Huỳnh Tấn Lực, 52 tuổi, chú 572 trên 118 ông Ích Khiêm và Mai Thị Nở, 57 tuổi, chú 572 trên 171 ông Ích Khiêm. Bị lực lượng công an bất ngờ bao vây, Phúc từ tầng 2 nhảy qua mái tôn của ngôi nhà cấp 4 kế cận và tẩu thoát. Khám xét nhà ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 100 tép heroin được chia nhỏ vào một số dụng cụ để sử dụng các chất ma túy. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 3, lực lượng công an quận Hải Châu đã hoàn thành việc khám xét và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh. Hiện lực lượng công an được tiếp tục điều tra và truy bắt Phúc cùng với những đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy này.